Em đã xuống kho để xem lô hàng của An Huy. Em có một vài thắc mắc. Chị xem đi ạ. Không cần đâu. Em là trợ lý, là người thực thi, chứ không phải chất vấn. Đừng quên. Vâng thưa chị. Em hiểu rồi ạ. Sao đây? Có chuyện gì à? Cứ lên xe đi rồi nói chuyện. Sao? Bên kinh doanh nhập một lô hàng của An Huy. Đây là đơn vị chúng ta chưa từng kết hợp. Em đã xuống kho để ngó qua thì thấy nguồn gốc rất nhập nhèm. Hồ sơ đây, anh xem đi. Mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng cả, nhưng chị Mai lại yêu cầu em truyền thông lô hàng phụ kiện này cùng với bộ sưu tập mới. Lạ nhỉ, từ trước đến nay chúng ta có định phát triển mảng này đâu. Em đã tìm hiểu thì biết được là đơn vị này có liên quan đến chú Sang. Đây là lô hàng gia công, có chất lượng khá kém. Lại là chú Sang à? Không hiểu sao chú Sang luôn có mặt ở mọi rắc rối thế nhỉ? Vì là trợ lý nên em cũng không có tư cách để chất vấn. Việc của anh bây giờ là phải ngăn chặn chị Mai lại. Đừng để vì một lô hàng mà ảnh hưởng đến uy tín bao năm của Hoàng Kim. Tôi biết ngay mà. Là cô Trang nói với cậu đúng không? Chẳng lẽ Trang không được nói với tôi à? Tôi cũng đang tự hỏi vì sao việc hợp tác với An Huy lại không theo quy trình thông thường. Từ bộ phận kinh doanh cho đến bộ phận sản xuất đều không có một chút thông tin nào cả. Đây vốn là dự án chủ tịch muốn làm. Tôi đã nghe chủ tịch trao đổi trước khi đột quỵ. Bây giờ tôi hoàn thành nguyện vọng của chồng tôi, không được sao? Không có một lý do gì bố tôi lại muốn kết hợp với An Huy. Khi đó là sân sau của chủ Sang, một người bố tôi không hề ưa. Còn việc cô với cả chú Sang kết hợp với nhau, thực sự là tôi cảm thấy không có gì bất ngờ cả. Tôi đề nghị cô xem xét lại việc hợp tác lần này. Cô cân nhắc đi.